À, xin chào các bạn. Hôm bữa mình đã có cái video giới thiệu về cái hệ thống wifi free nhà mình. Thì hôm nay mình sẽ nói chi tiết hơn về cái thiết bị cũng như là cái cài đặt của nó, cũng như là mình đã cải thiện hệ thống thêm một chút như thế nào. Thì đây mình xin giới thiệu đầu tiên. Mình dùng các quan Viettel công nghệ ALON. Dây quan đi vào sẽ được hàng và đi sợi dây nhảy tới cái router của mình. Thường thì người ta sẽ dùng một cái converter để chuyển cái cổng quang này, đây là cổng quang. Đó, nó sẽ ra cổng Ethernet là cổng như thế này. Sau đó cắm vào những cục wifi giống thế này rồi chạy. Nhưng ở đây mình dùng một cái router này có cổng quang trực tiếp nên là mình cắm vào cái SFP là cắm thẳng vào cái router luôn. Thì cái router mình dùng ở đây, router tổng á, router chính của hệ thống mình đó chính là con Raytech Pigo 2920FV, à, chữ V, à, chữ F đó chính là chữ fiber là cáp quang đó. Rồi ở đây mình cũng có một cái WAN hai, có cái đèn sao chép ở đây. Tại sao sáng một đèn, cái này hai đèn? Bởi vì đây là cái router gigabit, từng cổng nó đều tốc độ gigabit. Cái cổng này và cổng này chỉ có 100 megabit thôi, cho nên là nó sẽ sáng một đèn, không sáng cái đèn gigabit kia. Đó. Ở đây mình nói từ cái router tổng nè và cục wifi của mình đi hai đường. Hai đường này mình cắm cổng màu vàng không phải cổng màu xanh nha. Bình thường thì mặc định thì người ta sẽ cắm cổng xanh hết, đi cắm cổng vàng. Vì cái lý do đó chính là mình chia cái VLAN, cái VLAN từ router này mình chia làm hai lớp. Một lớp là mình sử dụng tại nhà và một lớp là sử dụng cho cái hệ thống wifi free của mình. Tương tự mình sẽ đi hai cổng như thế này. Thì trên cái cục wifi này mình cũng chia nó là hai lớp, là một lớp dành cho nhà và một lớp dành cho wifi free. À, ở đây mình đã cấu hình sẵn là cái thấy cái đèn chớp chớp không? Đó chính là đang hoạt động ha. Mình không cấu hình cho hai cổng chọn song song. Vì cái quan chỗ này á, mình nói là mình lấy nguồn từ cái cục phát wifi từ cái sim 3G 4G của mình nên nó không ổn định, mình không sử dụng nó chung với mạng nhà mà mình dùng nó đi vào đây để dùng chung với cả cái mạng wifi free này. Thì cái router này, router hỗ trợ cái hai băng tần là 2.4 GHz và 5 GHz, thì mình dành riêng 5 GHz cho nhà và 2.4 GHz mình chia làm vừa nhà và vừa free. Rồi à, đây mình sẽ giới thiệu luôn về cổng mình cắm thế nào. Đây là cái cổng này là cổng cổng WAN cho wifi nhà này, cổng này là cổng cho wifi trong phòng, đây là cổng cho máy tính bảng của mình. Ở đây có cổng chạy WAN wifi free. Mình có thời gian mình sẽ bấm lại cổng cáp trắng ngắn hơn để nhìn cho đỡ cái bừa bộn cái bàn. Tất cả mình đều router wifi của mình đều không cắm vào cổng thanh dương nha. Và mình cũng không thích, bởi vì mình muốn nó cùng lớp mạng hết tất cả những máy trong gia đình để có thể thấy lẫn nhau. Chứ nếu các bạn cắm cổng thanh dương á, thì máy tính bàn của mình nè, nó sẽ không thể nào mà nó kết nối muốn thấy được các máy tính ở trong kia. Rồi ở đây là cái cục phát từ sim ha. Đó, mình chạy vào đây, mình chạy đi qua tường, mình chạy vào cắm vào đây. Đây là cái máy tính của mình, thì máy tính mình nó có hai cạc mạng. Mình disconnect cái này nè đấy. Thì đây đây là cái cạc mạng dây Internet và đây là cái cạc mạng Wi-Fi. Thì mình mặc định là cắm dây vào là mạng của gia đình. Đó, thì ở đây mình sẽ kết nối tới cái mạng Wi-Fi free của mình. Chà, ở đây do là mình đã đăng nhập sẵn hồi nãy rồi nên là không có hiện ra cái trang đăng nhập. Mình sẽ ra được luôn. Mình sẽ kiếm cái thiết bị nào đó. Đây, mình có cái điện thoại. Điện thoại này thì mình chưa bao giờ kết nối vào wifi free đâu bao giờ cả, nên mình nghĩ là sẽ trình diễn được các bạn xem.
không sai. Rồi, mình đã kết nối Wi-Fi free, các bạn thấy không? Lập tức là nó đòi mở lên cái trình duyệt web để mà đăng nhập vào cái Wi-Fi này. Đó, đây là cái trang giới thiệu ha. Bạn đã sử dụng Wi-Fi chùa của chủ vị nè. Để mà không bị hạn tốc độ nữa thì sẽ liên hệ mình ra để quảng cáo thôi. À, ta thích thì mình share mạng, ta xài chia tiền đỡ tốn thế thôi. Rồi vậy là xong rồi, vậy là các bạn đã có mạng rồi đó. Mình sẽ vào speed test thử nè. Thôi mình sẽ tự speed test máy tính đi. Đây các bạn thấy là cái pin của nó nè, ra là mình dùng 3G nên cái pin nó rất là không ổn định. Nếu mình dùng mạng gia đình của mình đó, khi mà cái một cái session nào đó chẳng hạn như game đi, chứ mình lúc bé không lắm thì xếp về game đi, thì khi mà nó nhảy pin thế này nè thì trong game sẽ rất là rác lát ha. Ở đây mình speed test nó luôn. Đây, mình đã limit cái từ cái cục 3G kia vào cái cục router tổng của mình đó là 80 Gb. 80 Gb nè, mình limit là tròn 80 Gb luôn á, nhưng mà trong đây speed test thì nó thì thấp hơn một chút, không biết nguyên nhân là tại sao. Mình set như vậy đó, tại sao mình không set full, mặc dù full nó thì nó rất là nhiều hơn, gấp từ 2 đến 3 lần. Tại vì lý do là do cái pin này này, các bạn thấy không, lúc mà mình test pin nó nhảy rất là ít, hầu như là coi như không nhảy á, tại vì bình thường nó cũng nhảy thế này rồi. Nếu như mình thả ga cho nó thì pin nó sẽ nhảy rất là kinh khủng khiếp. Để mình test thử xem, mình test bỏ cái limit ra này. Ok, hôm nay sóng nó không được khỏe lắm, chắc là không cao lắm đâu. Mình thôi cứ cho các bạn thấy là bình lên thế nào nè. Mới giờ là mười mấy megabit thôi, bình nó nhảy này ha, các bạn thấy không, 200 mấy, 600, 700, 900 như thế này thì làm sao hãy làm những việc khác được. Upload 2 mấy megabit nè, upload thì đỡ hơn tại vì ít người dùng upload á, trên cái cục sóng của tổng đài á, cho nên là pin nó sẽ đỡ một chút. Rồi mình sẽ bật lại cái giới hạn. Tại sao mình chọn số 80 Gb này, không phải mình keo kiệt đâu nha, mạng mình dùng mười mấy mb nhưng mà mình vẫn chọn 80 thì đơn giản đó là mình thích thế thôi. Và 80 Gb thì cũng bằng 1 MB. Dù sao mình thấy 1 MB cũng là quá nhanh cho một cái wifi chùa rồi, và đó cũng là con số mơ ước của mình đạt được trước lúc mà mình lắp mạng cáp quang. Cho nên là mình đã quyết định sau khi cáp quang xong mình sẽ share free cái mạng này cho mọi người cùng xài luôn, đam mê của mình là về mạng mà. Rồi, nếu mà các bạn có chia sẻ cho mình những cái cách cấu hình config hay là thế nào đó để cho mạng hiệu quả hơn á, và có câu hỏi gì đó, thì các bạn cứ việc inbox cho mình sẽ giải đáp hết. Rồi. Rồi, xin cảm ơn các bạn.